Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ Bảy tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã học hai môn Kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược và Thành Duy Thức Luận. Tiếp đó, toàn thể Phật tử được học bổ sung kiến thức Phật Pháp căn bản. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học Kinh Thủ Lăng Nghiêm, cô Tâm Nhật giảng về bản chất 12 xứ, đó là 6 căn và 6 trần, với thể tánh sẵn có chính là Như Lai Tạng. Xứ chỉ cho nơi của thức sinh ra, là cửa của tâm vương, tâm sở khởi sinh, còn là chỗ cho duyên phân biệt giữa các căn. Muốn điều phục cái tâm tham đắm sắc, nên Phật dạy 6 trần là giả huyễn. Ngoài sắc uẩn là sắc tướng, thì sắc còn là sắc chất nơi con mắt, như sắc pháp. Vì tâm biến hóa mà trần cảnh biến hiện, nên đừng chạy theo cái hư ảo mà đánh mất chính bản tâm thanh tịnh. Ví như sự lầm tưởng cho rằng con mắt sinh ra sắc tướng, hoặc ngược lại sắc tướng sinh ra cái thấy. Nếu khi mắt thấy sắc tướng mới gọi là thấy, thì lúc mắt di chuyển đến nơi không sắc tướng, ta gọi là không thấy hay sao? Vậy lấy gì để nhận biết cái hư không, phân biệt được cái thấy? Sắc trần và cái thấy vốn hư vọng nên không có xứ mà tìm cho ra được. Nhận biết hai thứ huyền ảo này vốn chẳng phải tính nhân duyên, cũng chẳng tính tự nhiên mà không đắm chấp ôm giữ. Khi thuyết giải về thanh trần, Phật lại dùng đến âm thanh và chuông trống như các hiệu lệnh trước sau theo nhau để diễn giải về ý nghĩa cái nghe. Nếu âm thanh đi vào tai một người mới gọi là nghe, cái nghe đó chỉ có người này biết thôi. Vậy thì tiếng chuông trống phát ra cho đại chúng trong một chú xứ lẽ ra chỉ một người nghe thôi. Nhưng vì sao mọi người khác cùng nghe một lúc? Còn như cái nghe của ta biết được tiếng chuông rồi, sao cũng nghe được tiếng trống và nhiều thanh âm của âm thanh khác cùng phát ra một lúc? Cái nghe chạy đến âm thanh hoặc âm thanh chạy vào tai được gọi là nghe. Cả hai điều này đều là không đúng. Phật dạy, cái nghe và âm thanh không đến với nhau thì không thể nghe. Điều này để chỉ nghĩa của bất tức, bất nhị là không có nhân duyên của hai thì chúng ta chẳng thể nghe được gì. Do đó, cần phải tu sửa để chuyển các căn về với chân thực tánh sẵn có mà không hủy bỏ chúng. Lại nhận biết thể tánh chân như của chúng chứ không chạy theo hình tướng hư ảo thì mới chính thực giác ngộ vượt thoát. Về hương trần và cái ngửi, Phật so sánh hương thơm chiên đàn. Đến cái mũi thì mũi chỉ biết có một hương thơm, nào có ngửi mùi khác. Còn mũi tự sinh ra hương thơm rồi thì còn ngửi thêm mùi nào được nữa hay sao? Ngược lại thì mũi có ngửi được nhiều mùi khác nhau, vậy điều này thật không đúng. Nếu như hương thơm đã luôn sẵn có từ hư không, thì đâu nhờ đến chiên đàn, vì hư không luôn thường hằng. Còn nhờ khói đưa hương thơm đến tận mũi, nhưng khói chưa đến mà sao mũi có thể ngửi mùi thơm rồi? Vậy chiên đàn tỏa hương thơm là thật thì không cần đến khói nữa. Cho nên tất cả hương và cái ngửi đều là hư vọng. Trong giờ học Thành Duy Thức Luận, Thầy Minh Lợi đã hướng dẫn học viên ôm lại bát thức tâm vương cho bài thi giữa học kỳ. Tám tâm thức này được tóm lược cho dễ nhớ, trong đó thức thứ bảy là một gã si để chỉ cho mạt na thức với hai đặc điểm lớn là chấp ngã và duy trì. Chấp ngã là sự chấp sai lầm của ngã, cho ngã là quan trọng, vạn vật là tồn tại vĩnh viễn, đó là điều không đúng với thực tế cuộc sống nên dẫn đến phiền não và gây ra các ác nghiệp. Tuy nhiên, công năng thứ hai là duy trì, nhờ đó mà mạng sống được bảo tồn khi ý thức tạm thời không hoạt động. Thức thứ sáu
là ý thức, chính là một tràng lanh lợi đáng kinh nghi. Ý thức hoạt động liên tục trên ba lượng, ba tánh và ba cảnh. Ba lượng là hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Ba tánh là thiện, ác và vô ký. Ba cảnh là tánh cảnh, đới chất cảnh và độc ảnh cảnh. Ý thức không hoạt động ở cõi trời vô tưởng, trong định vô tưởng, diệt tận định. Khi ngủ say và khi chết, ý thức có phạm vi hoạt động hạn hẹp hơn mạt na thức. Tiền ngũ thức được ví như năm em đon đả mời đưa khách để diễn tả cái thân hoạt động hàng ngày không ngừng nghỉ thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trong cả hai lĩnh vực vật chất và tinh thần. Mắt nhìn điều ưa, điều không ưa, tai nghe điều thích, điều không thích, vân vân, khiến đem đến khổ đau hay hạnh phúc. Năm thức này có khi xuất hiện đầy đủ, cũng có khi không đầy đủ. Cuối cùng là A Lại Gia thức, là thức thứ 8 giữ nhiệm vụ của một chị hiền quản lý gia can. Chỗ nào có không gian, thời gian là thức thứ 8 hoạt động như một kho dung chứa mọi hạt giống thiện và bất thiện, trùng trùng nhân duyên kết hợp mà sản sinh ra vạn vật hữu tình và vô tình. Thức thứ 8 chỉ cho Phật tánh mà trong mỗi chúng sanh đều có như nhau. Có hiểu biết bát thức tâm vương mà tu tập để thấy vọng tánh khác biệt của mỗi người mà chuyển thức thành trí. Hiểu rõ luật nhân quả không phân biệt thánh phàm và một tơ hào cũng sẽ không sai. Luận duy thức giúp cho việc phân tích để thấy tất cả các pháp đều vô ngã mới diệt trừ mọi khổ đau. Giáo lý của Phật là nhất quán, có cùng một mục đích rốt ráo là đi đến bến bờ giác ngộ, giải thoát. Vào giờ học bổ sung kiến thức Phật Pháp căn bản, Thầy Huyền Châu giảng về bốn thần túc quán mà lời nhạc từ ca khúc Lời Giải Cuối đã khéo gói trọn bốn pháp siêu việt này giúp mọi người tùy định ý sinh thân. Đây là dục tam ma địa thắng hành thành tụ thần túc, cần tam ma địa thắng hành thành tụ thần túc, tâm tam ma địa thắng hành thành tụ thần túc và quán tam ma địa thắng hành thành tụ thần túc. Đức Phật là bậc đã vượt thoát khỏi sinh tử trầm luân nhờ thành tựu bốn pháp này. Đệ tử Phật cũng sẽ đạt được thành quả này nếu thực hành pháp siêu việt như Phật. Thầy giải thích pháp thần túc thứ nhất là dục tam ma địa thắng hành thành tựu thần túc. Nghĩa của chủ dục là nói đến ý dục, ước muốn hay một sự phát nguyện khởi ước, muốn thanh cao với trạng thái hân hoan, sung sướng, hoan hỷ, mong cầu, hy vọng khi chúng ta được thành tựu nguyện ước nào đó. Tất cả những trạng thái tâm lý này phát khởi từ thiện pháp y xuất gia, y viễn ly, cho nên chữ dục ở đây nằm trong phạm vi này. Nói tam ma địa là nói đến trạng thái trụ tâm bình đẳng, tiếp cận an trụ, không tán loạn, nhiếp trì an chỉ, tính chất tâm cảnh hiệp nhất của tâm được phát khởi tăng thượng của dục. Như vậy, để đạt đến chỗ nhất tâm của tam ma địa, chúng ta cần phải thực tập nhiều phương thức như tụng kinh, trì chú và hành thiền. Tất cả mọi phương pháp nào cốt tủy cũng là muốn giúp cho tâm chúng ta được sống tĩnh lặng, tự nhiên của tâm. Chữ thắng là nói đến thánh đạo tám chi được phát khởi bởi tăng thượng của dục, nghĩa là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ cho đến chánh định, đó chính là thắng. Ở đây, chữ thắng hành tức là dùng bát chánh đạo với những hành động chân chính để vượt thắng những điều ác đã sanh, vượt qua những điều ác chưa sanh và thành tựu những điều thiện chưa sanh thì giúp cho nó sanh. Những điều thiện đã sanh rồi thì giúp cho nó tăng trưởng thêm. Như vậy gọi là thắng hành. Còn hợp thắng hành là kết hợp cái tâm muốn thành tựu bốn chánh thắng với dục tam ma địa, tức là với ước muốn thành tựu đã định trong đó để làm kiên cố tứ chánh cần. Hợp cả hai như vậy nên gọi là dục tam ma địa thắng hành thành tựu thần túc. Thầy nhắc nhở, tất cả những lời Phật dạy đều giúp cho chúng ta liễu ngộ Phật Pháp, cho nên chúng ta cần phát nguyện tinh tấn,
thực tập công phu hàng ngày, hàng tuần. Có như vậy, chúng ta mới thành tựu được bốn pháp thần túc quán này. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp cao đẳng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều sẽ học Kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược do cô Tâm Nhật giảng và Thành Duy Thức Luận qua lời giảng của thầy Minh Lợi. Sau đó từ 5 giờ đến 6 giờ chiều, thầy Huyền Châu sẽ giảng môn học bổ sung kiến thức Phật pháp căn bản cho toàn thể Phật tử. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng của quý giáo thọ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc .org. Các học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính xin quý vị hoan hỷ liên lạc với thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.